Tại Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trọng thể hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đông đảo tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Hai cá nhân điển hình vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì và hạng ba của Chủ tịch nước, 14 tập thể được tặng cờ thi đua và 70 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Họ là những đại diện tiêu biểu trong các phong trào thi đua của tỉnh Khánh Hòa trong năm qua. Có thể nói 2021 là năm vô cùng khó khăn với cán bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung, khi phải chống chọi với đại dịch, vừa phải duy trì nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thế nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, nhiều nhân tố, đơn vị xuất sắc ghi dấu ấn trong phong trào thi đua của các lĩnh vực, ngành nghề, của từng cơ quan, đơn vị và của mỗi địa phương. Các phong trào thi đua trong năm 2021 đã có bước phát triển mới, hướng về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, có sức lan tỏa, có phần quan trọng trong phòng chống dịch, thúc đẩy phát triển sản xuất, giữ vững ổn định chính trị và đời sống xã hội. Hôm nay tôi rất là vinh dự được thay mặt cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch của thị xã Ninh Hòa về dự cái hội nghị về cái phong trào thi đua. Công an thị xã Ninh Hòa đã cùng với lại các cái lực lượng đứng chân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã ra sức không quản ngại ngày đêm căng mình với lại các lực lượng khác trên địa bàn để cùng với các lực lượng y tế, quân sự và hệ thống chính trị đẩy lùi cái dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội cũng như là ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến với hội nghị lần này thì Trung tâm Khuyến nông đã mang đến cho hội nghị là 8 cái mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trong cái thời gian vừa qua. Trung tâm đã dùng những nguồn ngân sách của nhà nước nghiên cứu và chứng minh, tìm kiếm những cái mô hình để mà chứng minh rằng là hiệu quả trên cái địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thì để mà nhân rộng mô hình này và giúp cho người nông dân mà tiếp cận để mà triển khai thì cần có một nguồn kinh phí hỗ trợ từ người dân hoặc là những cái doanh nghiệp mà hình thành một cái chuỗi giá trị. Những doanh nghiệp mà thu mua những sản phẩm này có thể đầu tư cho người nông dân để hình thành cái chuỗi để người dân có thể là tiếp tục phát triển để mà cái doanh nghiệp đó có thể thu mua và xuất khẩu được. Cũng trong năm 2021, các cấp ngành địa phương đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng đảm bảo tỷ lệ cân xứng giữa các đối tượng khen thưởng. Trong đó, số lượng người lao động trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng so với năm trước. Cụ thể, năm 2021 tăng 5,23% so với năm 2020. Điều này nhằm kịp thời động viên khích lệ, nhằm nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác nổi bật nhất của công tác thi đua khen thưởng năm vừa qua là sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và đã khen thưởng động viên và đến những nơi mà các đồng chí là ở cái lực lượng tuyến đầu để động viên các đồng chí để trong cái công tác phòng chống dịch cho cái trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến thời điểm này thì nói chung là đã ổn định. So với năm trước thì năm nay thì là do là cái thay đổi về cái cơ cấu tổ chức và cũng là năm là sẽ sửa đổi về luật thi đua khen thưởng thì là sắp tới thì là ở góc độ là tham mưu về công tác chuyên môn là phòng thi đua khen thưởng thì cũng sẽ có những cái cập nhật kịp thời về những cái văn bản hướng dẫn triển khai của lãnh đạo cấp trên để mà triển khai xuống các đơn vị trên địa bàn của tỉnh để mà đẩy mạnh cái công tác thi đua khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp ngành địa phương trong thời gian tới cần chú trọng tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, quan tâm khen thưởng nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp. Song song đó, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được. Lấy kết quả trong lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo khen thưởng, thường xuyên phối hợp với cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nhằm động viên kịp thời những gương điển hình tiên tiến.
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.